Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng mong muốn Hậu Giang tiếp tục cải thiện môi trường mạnh mẽ đầu tư kinh doanh, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư kinh doanh tại tỉnh. Chia sẻ trước lãnh đạo các bộ ngành địa phương cùng đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian phân tích về các yếu tố nền tảng để Việt Nam nói chung và Hậu Giang nói riêng thu hút đầu tư. Về tỉnh Hậu Giang và đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 13. Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 120 về phát triển đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt. Các công trình hạ tầng chiến lược của vùng và liên vùng đang được ưu tiên đầu tư. Thủ tướng gợi mở một số lĩnh vực để các nhà đầu tư xem xét, cân nhắc, ưu tiên đầu tư vào Hậu Giang cũng như đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là năng lượng, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp thực phẩm, đồng thời phát triển các khu cụm công nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp hữu cơ, đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là đầu tư phát triển du lịch, logistics, hạ tầng thương mại và công nghệ thông tin. Ngoài ra, Thủ tướng mong muốn nhà đầu tư đến với Hậu Giang với tình cảm chân thành, trách nhiệm, yêu quý mảnh đất con người nơi đây, coi Hậu Giang là quê hương thứ hai, chia sẻ với người dân, với địa phương trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro. Thủ tướng đề nghị các bên phải thực hiện bằng được những điều đã cam kết để việc xúc tiến đầu tư thực chất và hiệu quả. Sáng cùng ngày, Thủ tướng và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang nhân dịp 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chiều nay tại tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư. Vào chiều nay, dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư, có công suất 1.200 MW, Thủ tướng biểu dương đánh giá cao việc chủ đầu tư và tổng thầu đều là các pháp nhân Việt Nam đã tiết kiệm được 500 tỷ đồng trong quá trình xây dựng nhà máy. Mặc dù 2 năm qua đã gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và vướng tranh chấp pháp lý. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ qua các thời kỳ đã bám sát tình hình cùng các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, tiến hành thí điểm một số cơ chế chính sách cho dự án. Việc đưa nhà máy vào hoạt động đã góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp và đang vào mùa cao điểm sử dụng điện. Doanh thu hàng năm của nhà máy dự kiến khoảng 15 đến 20 nghìn tỷ đồng, đóng góp đáng kể cho ngân sách trung ương địa phương. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch sử dụng điện thông minh, vận hành nhà máy an toàn, ổn định, hiệu quả, đồng thời tích cực xử lý dự án nhiệt điện Long Phú 1 tỉnh Sóc Trăng, chuỗi dự án Lô B Ô Môn Cần Thơ, theo chỉ đạo của Thủ tướng tại nhiều cuộc làm việc gần đây. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng đã đến khảo sát nút giao giữa hai dự án cao tốc đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang là cao tốc Cần Thơ – Cà Mau và cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng. Nghe báo cáo về hướng tuyến, tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí các nút giao, Thủ tướng yêu cầu khâu giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước, song song với việc chuẩn bị kỹ lưỡng các thủ tục, lựa chọn nhà thầu và quy hoạch, sẵn sàng các mỏ vật liệu. Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tơ, 84 tuổi, ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, và thương binh đảng viên Nguyễn Ngọc Trinh, sinh năm 1939, 55 tuổi đảng, cán bộ bị địch bắt tù đầy tại phường 5, thành phố Vị Thanh.